はい、皆さんこんばんは。よく聞こえてますか？ちょっと待ってくださいね。はい、こんばんは。はい、皆さんこんばんは。các bạn đợi xin xin một chút nhé, xin sẽ kiếm cái điện thoại nữa để xin sẽ xem trong fanpage khác. Thu Hà Nguyễn công bao ạ. Chốt tôi mất tích ra dài nè, mình là sáng. Vũ Lý công bao ạ, Loan Loan công bao ạ. Đâu để xem lát nhé. Thế. GP はいないですか？大事だ。見つかりました。ちょっと待ってください。OK. 先生chào Bùi Thu Liệu, chào Huyền Hoàng, chào Hà Thọ Hoan, Quách Hà công bao ạ, Cẩm Giang công bao ạ. Sao đây? Để comment à? Thôi, đi ra ngoài. VGP chưa? GP. 先生chào cỏ ba lá, chào thảo Tina. Các bạn đợi 先生một lát nhé. Cho tôi mặt tôi thì cứ đã sai. OK. Arigato. Fan sumo konbanwa.Cỏ ba lá côm bao ạ. Rồi các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ chữa bài tập số 11 cộng với số 12. Và sau đó thì Sensei sẽ bế giảng lớp N3 Free của chúng ta khóa tháng 12 năm 2022 các bạn nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập nhé. Trước tiên chúng ta sẽ chữa bài tập số 11 và số 12. Tại sao hôm nay chúng ta lại có bài tập số 11 và bài số 12? Bởi vì hôm trước thìLớp chúng ta còn tồn đọng quá nhiều bài tập, chính vì thế mà nhân cái buổi học free này thì Sensei sẽ dành một chút thời gian để chúng ta chữa nốt cái bài mà chúng ta còn dang dở bài hôm trước, đó là bài số 11 và bài số 12. OK. Rồi, vì hôm nay là buổi học cuối cùng, chính vì thế Sensei rất là muốn buổi học cuối cùng của lớp N3 free tháng 12 năm 2022. Chính vì thế Sensei rất là mong muốn nhìn thấy sự tích cực, rất là mong muốn nhìn thấy những cái sự nhiệt huyết của các bạn khi mà chúng ta học tiếng Nhật.Đó là nguồn động lực rất là lớn để cổ vũ cho Sensei, để Sensei có thể bỏ hàng giờ, hàng tuần và hàng tháng để ngồi dạy free cho các bạn, để đem lại những bài học cho chúng ta, giúp ích cho những bạn mà đang học N3 để chúng ta thi tháng 12 năm 2022 này. Rồi, hãy comment cho Sensei từ sẵn sàng và tập trung tinh thần cho Sensei nào. Nào, sẵn sàng và tập trung tinh thần nào. OK.Nào các bạn ơi, các bạn trên Sensei sẵn sàng và tập trung tinh thần nào để chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay nào. Thanh Loan Komawa, Thanh Candy Komawa. Nào comment cho Sensei nào. Rồi, Mai Hiền, Sensei đã nhìn thấy tín hiệu từ Mai Hiền. Mèo Kati Kati, Sensei đã nhìn thấy tín hiệu rồi. OK.OK, Tấn Võ OK. Rồi, chúng ta bước bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chữa bài tập, đúng không?
駅の改札を何々した時、切符をなくしたことに気がついた。Câu này có nghĩa là lúc mà tôi đi ra cái cửa soát vé ở nhà ga đó thì tôi đã nhận ra một cái việc, đó là tôi đã đánh mất cái vé rồi, kippu, được chưa nhỉ? Ok, vậy thì câu này có nghĩa là gì? Chúng ta có deru tsumori, câu này có nghĩa là cứ ngỡ là, đúng không? Cứ cho là, cứ tin rằng là, đúng không? Deyo toshita toki, chúng ta chia về thể quá khứ, có nghĩa là lúc chúng ta định làm một cái điều gì đó nhưng mà có một việc không hay xảy ra làm cho cái kết quả hay là làm cho cái sự việc chúng ta làm nó không được theo như ý, đúng không? Deyo, deru yo ni, có nghĩa là cố gắng để làm một việc gì đó. Thì cái này chúng ta phải chọn đáp án gì đây? Đúng rồi, chúng ta phải chọn đáp án B, là lúc mà tôi định ra cái cửa soát vé ở nhà ga đó thì tôi đã nhận ra cái việc là tôi quên, à tôi làm mất cái kippu, có nghĩa là cái vé. Desu ne. Ok, trong câu này đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số đáp án B. Sensei nhìn thấy Thu Hà Nguyễn chọn C, tại sao lại chọn C đáp án này được nhỉ? Chọn C là không được các đồng chí nhá. Tại vì sao? C deyo ní là chúng ta cố gắng để thực hiện một hành động nào đó để cho nó thành một thói quen, hay là thực hiện một hành động nào đó để chúng ta hoàn thành nó, thì cái này nó không dùng được nhá. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sang câu số 2 nhá. Asatte wa oame ga furu sou da yo, câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, ngày kia ấy thì có vẻ là có mưa lớn đấy nha. Hiking gu wa daishu, hiking gu đó là cái việc chạy bộ nha. Hiking gu wa daishu, rồi chúng ta có một là iko to shiyo yo, câu này có nghĩa là định nhá. Sẽ dễ nói rồi, động từ chia với iko ke cộng với to shiru là ý định, nhưng mà ý định mang tính tức thời nha, chứ không phải ý định mang tính kế hoạch, cho nên a là loại luôn. Chúng ta sang B. Iku koto ni shiyo yo, câu này chúng ta hãy chọn, đúng không? Chúng ta hãy quyết định cái việc gì đó, đúng không? Rồi, ok, cái này có vẻ chính xác rồi, được chưa? Iku yo ni naro yo, naro yo thì cái này không chính xác được, được chưa? Bởi vì naru của chúng ta nó là trở nên, trở thành. Ok. Vậy thì câu này nào chính xác của chúng ta là gì? Đúng rồi, chúng ta phải chọn đáp án B. Đó chính là tôi quyết định, đúng không? Chúng ta quyết định là tuần sau sẽ chạy bộ, bởi vì ngày mai có vẻ là có mưa lớn, ngày kia asatte nhé. Cho nên câu này B là đáp án chính xác. Các bạn thấy dễ không? Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 3 nào. Ito to wa kitto gomen, xin xin đọc nhầm rồi. Ototo wa sakki kara teburu no ue ni tamago o nani nani shite iru ga muzukashii daro. Rồi, câu này chúng ta là gì nhỉ? Câu này có nghĩa là em trai của tôi nhá, từ lúc nãy ấy, thì nó gì đó với cả quả trứng ở trên cái bàn đây, được chưa? Nhưng mà có vẻ là khó. Ok, có vẻ là khó. Vậy chúng ta chọn gì đây? Rồi, tateyo to là nó định dựng quả trứng, đúng không? Định, đúng không? Định cho cái hành động tức thời này, định dựng quả trứng ở trên cái bàn. Rồi, nó quyết định dựng quả trứng ở trên cái bàn. Rồi, nó cứ coi là, cứ ngỡ là dựng quả trứng ở trên cái bàn. Huệ sang komawa. Ok, cho nên câu này chúng ta chọn đáp án gì nhỉ? Chúng ta chọn đáp án A là nó định dựng quả trứng ở trên cái bàn, đúng không? Nhưng mà có vẻ là khó. Ok, câu này chúng ta phải chọn là, tại sao? Đúng rồi, tại sao vẫn có người chọn B nhỉ? Làm sao mà B đúng câu này được? Koto ni suru là nó quyết định làm cái gì đó cơ mà, đúng không? Còn cái này ấy, đây là gì nhỉ? Em trai của tôi từ nãy giờ nó phải định dựng quả trứng. Từ nãy giờ ấy, nó cứ định dựng quả trứng ở trên cái bàn, nhưng mà có vẻ là khó đấy. Chúng ta phải chọn A chứ. Tại sao chúng ta lại chọn B được? Đúng không? Ewatarashi desu. Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 4 nhá. Oshiete itadaita toki wa, lúc mà bạn chỉ cho tôi đấy, được chưa nhỉ? Thì nani 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 nani, ato de jibun de yatte mitara dekimasen deshita. Rồi, câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Ở đây chúng ta có wakaro to nasaimasta. Nasaimasta, cái này thực ra nó bằng với suru. Câu này là tôi làm sao đấy? Suru bằng với suru nhá. Câu này là tôi định sẽ hiểu. Cái này là sai rồi nhá, không có cái chuyện định hiểu. Hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu. Không có chuyện định hiểu hay là không định hiểu. Rồi, wakari no koto deshita, cái việc mà tôi hiểu. Wakatta tsumori deshita ga, cái này nhưng mà deshita ga chứ không phải là deshita ga nhé. Chỗ này machigatte deru. Chotto matte kudasai ne. Kore wa machigatte deru ne. Ok.
Ok, câu này của chúng ta phải chọn đáp án số C. Là gì? Câu này có nghĩa lúc mà bạn chỉ cho tôi đấy thì tôi cứ ngỡ là tôi hiểu rồi cơ. Đấy. Tôi cứ ngỡ là tôi đã hiểu rồi, tôi cứ nghĩ là tôi định là tôi cứ nghĩ là tôi hiểu rồi cơ, đúng không? Tôi cứ cho rằng là tôi hiểu rồi cơ, nhưng thực tế thì là sau cái lúc mà tôi nghĩ là tôi hiểu đó đấy thì tôi tự mình làm thử và tôi đã không làm được, cho nên câu này chúng ta phải chọn C là đáp án chính xác. Rồi, mèo Katy, ok. Ok this. Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 5. 3月3日 ni uchi de party o hiraku nani nani no de zehi oide kudasai. Rồi, oide kudasai nó là kính ngữ của từ kuru, được chưa nhỉ? Câu này có nghĩa là vào ngày 3 tháng 3 thì tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà đấy và nhất định là bạn hãy đến nhá. Rồi, chúng ta có yo ni nasai masta. Ai tổ chức? Chúng ta tổ chức, cho nên cái từ nasai masu này nó là kính ngữ của từ suru, chúng ta không dùng được. Nhá, bởi vì chúng ta tổ chức hành động, tổ chức chúng ta không thể dùng thể tôn kính ngữ được, được chưa? Yo ni shite orimashita, câu này có nghĩa là tôi cố gắng, được không? Tôi đã cố gắng tổ chức một bữa tiệc vào ngày 3 tháng 3, cái này là sai. Chưa tổ chức cho nên là masta là dame, chưa cần bàn đến cái gì cả. Rồi, câu này chúng ta có koto ni itashimashita, tôi đã quyết định. Thật ra nhé, cái từ đã quyết định có nghĩa là cái quyết định đó là mình quyết định rồi, đã hình thành rồi và mình quyết định làm rồi. Còn việc làm hay chưa chúng ta chưa xét đến nhá. Ở đây là tôi đã quyết định. Tôi đã quyết định là mở một bữa tiệc ở nhà vào ngày 3 tháng 3, có nghĩa là cái quyết định đó đã được thực hiện. Còn cái việc thực hiện hành động đó hay chưa chúng ta chưa nói đến. Đấy chưa? Và câu này là tôi đã quyết định là mở một bữa tiệc ở nhà tôi vào ngày 3 tháng 3, thế nên nhất định là hãy đến nhé. Cho nên câu này chúng ta phải chọn C là đáp án chính xác. Ok? Ideska. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 6 nhé. Watashi wa itsumo kanarazu asa 7 ni news o nani nani imasu. Chúng ta có miru yo ni shitemasu. Tôi cố gắng xem tin tức vào 7 giờ sáng. Được chưa? Mỗi ngày. Rồi, haiken suru yo ni shitemasu. Tôi cố gắng xem tin tức hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng. Goran ni naru. Goran là sai rồi, bởi vì hành động của chúng ta không thể chia về tôn kính được, cho nên cái này là sai. Đấy, chúng ta chỉ có thể chọn B và A thôi. Đấy, A yoni shiteru. Cái này yoni shiteru giống nhau. Chúng ta chỉ có A và B. Nào, ở đây các bạn hãy cho sensei biết là chúng ta chọn A hay B. A hay B trong trường hợp này. Nào, chúng ta chọn A hay B ở đây. Thanh Loan 6 chọn B. Còn các bạn khác, câu số 6, A. Đây. Nào bây giờ các bạn cho sensei biết là chúng ta nên chọn A hay B ở đây. Nào, nên chọn A hay B ở đây. Giải thích cho sensei tại sao, bởi vì thật ra câu này chúng ta đang liên quan giữa cái từ là kính ngữ, tôn kính ngữ, và không phải tôn kính ngữ mà chúng ta dùng cái từ thông thường và cái từ khiêm nhường ngữ. Nào, theo cách thông thường thì watashi wa haiken suru là hoàn toàn hợp lý nhá. Bởi vì tôi xem. Đấy. Nhưng theo các bạn, nào, đối tượng chúng ta nói đến đây là ai, là một. Thứ nhất, không có đối tượng để nói. Đúng không? Chúng ta chẳng có đối tượng nào để nói cả. Ở đây người ta không chỉ cho chúng ta đối tượng để nói. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Ok. Cái thứ hai là watashi wa itsumo kanarazu asa 7 giờ news ổ. Đấy. Thì các bạn nhìn vào cái văn phong người ta đang thể hiện ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là cách nói chuyện thông thường chứ không phải là cách nói chuyện mang tính lịch sự. Nếu như người ta cho chúng ta một cái từ khóa ở đây là watakushi, đấy, thì chúng ta biết ngay đây là chúng ta đang dùng ở dạng cần phải tôn trọng đối phương nữa rồi. Đúng rồi, chính xác, ở đây nó không có truyền đạt cho ai cả. Nó không có trao đổi với ai cả. Đây là một câu văn rất là thông thường, cho nên chúng ta không phải dùng kính ngữ ở trong trường hợp này. Đúng rồi, chính xác. Nó đang nói một mình mà. Nó có xác định đối tượng ở đây là ai đâu. Đúng không? Nó chỉ nói ra đơn thuần là tôi xem tin tức lúc 7 giờ sáng mỗi sáng. Ok? Cái câu này không cần chia về tôn kính hay khiêm nhường. Không cần sử dụng kính ngữ, cho nên chúng ta dùng miru là đáp án chính xác. Ok? Rồi, còn bây giờ chúng ta xem câu số 7 chúng ta dùng tôn kính hay khiêm nhường nhá.
Dewa, vậy thì kondo wa daishu no getchiyobi ni nani nani shiyo. Vậy thì lần này chúng ta hãy gặp nhau vào ngày thứ hai nha. Đấy. Chúng ta có oai suru koto ni shimashou. Oai ni naru koto ni shimashou. Oai shiyo to shimashou. Thì câu này các bạn nhớ này. Shiyo to shimashou thì chúng ta không dùng được. Tại vì câu này nếu chúng ta dùng cái này có nghĩa là định gặp, để chúng ta định gặp nhau thứ hai, cái này không dùng được. Bởi vì nó mang cái tính chất ý định tức thời, không có kế hoạch. Chúng ta có oai suru koto ni shimashou và oai ni naru koto ni shimashou. Nào, ai gặp? Theo các bạn, ai gặp ở đây? Sensei nói là vậy thì tuần này chúng ta hãy gặp nhau vào thứ bảy tuần này nhá. Shimashio. Vậy các bạn hãy chọn cho Sensei câu A hay câu B. Nào, A hay B? Ai gặp? Ở đây chủ ngữ là ai? Watashi tachi. Đúng không? Chủ ngữ ở đây là watashi tachi. Đúng không? Câu này là gì nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai nhé. Vậy thì câu này chủ ngữ là watashi tachi. Vậy thì watashi tachi ở đây là người thuộc cùng phía mình rồi, đúng không? Có watashi tachi là thuộc cùng phía mình rồi. Đương nhiên chúng ta không thể dùng tôn kính ở đây được. Và nghiễm nhiên chúng ta phải dùng khiêm nhường ở đây là chính xác. Ở đây chúng ta dùng khiêm nhường cũng được, dùng thông thường cũng được nhá. Đấy, Bùi Thu Liệu tại sao lại chọn B? Huyền Sumo tại sao lại chọn B trong trường hợp này? Hãy trả lời cho Sensei. Oai ni naru, chúng ta là tôn kính. Tại sao lại chọn B? Vậy thì lần này chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai nhé. Ai gặp? Chúng ta. Watashi tachi. Đúng không? Hành động của hai người góp với nhau watashi tachi thì làm sao chúng ta để chia nó về tôn kính được? Cái này chính xác nhất chúng ta dùng là gì nhỉ? Oai ni shimashou cũng được, hoặc là ai ni shimashou cũng được nhá. Cái này chúng ta đọc là chút tầm mặt tiền đấy. Cái này chúng ta đọc oai ni shimashou nhé, không phải là okai đâu. Xin sẽ đọc từ nãy là nó đọc oai đấy nhé. Oai ni shimashou, ok. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu số 8 nhé. Ano onimotsu, rồi có o đằng trước là chúng ta đã phải onimotsu. Thông thường chúng ta dùng là nimotsu là được rồi. Còn bây giờ người ta nói onimotsu là chúng ta phải biết được rằng đây là có xu hướng là nói dạng tôn kính rồi, đúng không? Nói dạng lịch sự rồi. Ano onimotsu ga okikute taihen deshou. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Bạn ơi, vì hành lý của bạn nặng đấy cho nên là có vẻ bạn vất vả nhỉ. Rồi, hitotsu. Trước tiên là ai mang cho nó nhá. Omochi ni naru yo ni shimashou yo. Shimasu yo. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Tôi mang cho bạn nhé. Nhìn thấy bạn nặng quá bảo tôi mang cho bạn nặng nhé. Thì ở đây chúng ta chia về ai mang? Tôi mang giúp bạn nhé, đúng không? Cho nên chúng ta phải chia về khiêm nhường, không chia về tôn kính được, đúng không? Omochi shimasu yo. Tôi mang cho bạn một cái nhé. Omochi ni narimasu yo. Tôi sẽ mang một cái. Cái quan trọng nhất các bạn phải hiểu cho Sensei là chúng ta phải xác định cái động từ này chúng ta phải làm nó ở dạng tôn kính hay khiêm nhường đã, đúng không nào? Ok. Rồi, ano onimotsu ga okute daihen deshou. Xu hướng sử dụng tôn kính rồi. Xu hướng sử dụng kính ngữ rồi. Phát hiện ra điều đó. Rồi, tiếp theo. Ở đây chúng ta đang phân tích là chúng ta nhìn thấy một người mang hành lý rất nặng. Sau đó chúng ta ở đằng sau này hitotsu là chúng ta mang cho họ một cái, đúng không? Vậy hành động mang đó là hành động của chúng ta. Vậy chúng ta phải chia cái hành động mang đó về khiêm nhường. Vậy khiêm nhường ở đây chúng ta chỉ có omochi shimasu yo là đáp án chính xác, cho nên câu này B là đáp án chính xác. Mình nghe. Cho anh xin cốc nước. Anh cảm ơn mình. Ok. Rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào bế giảng. Lớp đầu 3 của chúng ta ngày hôm nay trên C sẽ nói với các bạn một số điều, cũng như là các bạn mà có điều gì muốn hỏi thì chúng ta sẽ hỏi trên C trong ngày hôm nay. Trước khi chúng ta vào bài giảng thì hôm nay trên C chia sẻ một cú sốc của trên C. Trên C thật sự là rất lâu. Từ rất lâu rồi trên C đã không bao giờ đăng startup để kêu gào hay là để nói gì về những cái điều khó khăn vất vả của mình khi mà mình gặp phải ở trên con đường
sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống của mình rất lâu rồi. Các bạn có thể xem lại tin nhắn của CNC, xem lại những cái bài đăng của CNC ngày xưa còn trẻ trâu thì không nói, nhưng từ lúc mà mình biết yêu đến bây giờ đấy là gần như 7-8 năm rồi, không bao giờ đăng một startup nào để mà giải bày hay là để mà kêu gọi, để mà than thở. Bởi vì CNC biết những khó khăn trong cuộc sống đó chính là những thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua. Nhưng hôm nay CNC gặp một chuyện phải nói là sốc toàn tập. Chuyện kể rằng ngày xưa CNC có một người cùng làng của CNC, người ta làm về sơn, về sơn nhá. Thì CNC nghĩ rằng tình làm nghĩa xóm thì người ta sẽ làm cho mình cẩn thận và chỉnh chu hơn. Chính vì thế CNC gọi người đó ra xem cho CNC cái nhà chuẩn bị sơn. Thì người đó cũng ra xem cho CNC, anh em nói chuyện rất nhẹ nhàng tình cảm. Và người đó có dẫn theo một người là tiếp thị sơn. Thì người tiếp thị sơn đó có tiếp thị cho CNC cái loại sơn mà anh ta đang bán. CNC cũng nói rất rõ ràng là em không biết gì về sơn, vì thế anh giới thiệu cho em rất là cảm ơn, nhưng mà em chưa quyết định dùng loại sơn nào cả. Thế là CNC nói rõ ràng luôn. Và sau đó người ta có nói, có tức là cái người đó gọi điện tư vấn cho CNC rất là nhiều lần. Thì CNC cũng nói mỗi một lần rất là nhẹ nhàng như thế là anh ơi em chưa quyết định loại nào cả. Thì có lúc CNC nói là CNC đang tìm hiểu loại Cova. Bởi vì CNC phải tìm hiểu nhiều thứ từ những cửa hàng khác nữa. Thì CNC bảo là CNC đang tìm hiểu Cova. Thế người đó lại vội vàng nói với CNC là em ơi Cova không tốt đâu, nó là thương hiệu thôi, còn ruột nó là loại khác đó. Thì CNC bảo vâng thì để em tìm hiểu thêm. Thế một thời gian sau có người lại nói với CNC là em ơi Cova nhiều hàng giả thì em dùng Zotun cũng được. Thì CNC tìm hiểu Zotun. Thì CNC thấy là người ta tư vấn cho CNC một cách rất là chi tiết, tỉ mỉ, và quan trọng nhất là người ta gây được cái thiện cảm của CNC khi mà người ta đến người ta tiếp thị cái sơn Zotun đó. Thì CNC quyết định là sử dụng cái loại Zotun. Đấy, và người nhà của CNC nói thêm một cái nữa, thì lúc đầu tiên là CNC định là nhờ cái anh ở cùng làng CNC là sơn cho. Thế nhưng vào cái phút cuối cùng mà CNC chuẩn bị sơn ấy, bây giờ CNC cũng vẫn chưa sơn, nhưng mà CNC là cái bước cuối cùng mà CNC quyết định là chọn người sơn cho đấy, thì có một người gọi là anh em họ hàng, thì người ta mới biết là CNC chuẩn bị sơn, thì người ta gọi điện, người ta báo là thế để sơn đấy, để anh sơn cho, thì anh lấy giá thấp thôi. Đấy, anh lấy giá thấp thôi bởi vì chỗ là chỗ người nhà, anh vừa làm anh vừa giúp, và bây giờ em để người ngoài làm ấy thì cũng có những chỗ nó không yên tâm. Thế thì các bạn, nếu như mà vào các bạn có nhận lời không? Đương nhiên là CNC sẽ nhận lời thôi, bởi vì đó là họ hàng, là người thân, là người mình có thể tin cậy được, đúng không? Thế là CNC chốt và gọi điện xin lỗi anh ấy luôn, là anh ơi em rất là xin lỗi, bởi vì nhà em có người nhà làm sơn và hôm nay người ta gọi điện đến và người ta bảo là sẽ sơn cho em. CNC gọi điện, CNC xin lỗi, và người kia cũng ok em, anh hiểu rồi, ok. Đấy, thế thì một lúc sau CNC mới thấy cái ông tiếp thị sơn mà đi cùng với cả cái ông cùng làng CNC đấy nhắn tin cho CNC. Những dòng tin nhắn đó CNC đã đăng ở trên Facebook Quỳnh Augie, bởi vì CNC không chịu được. Đăng người nói CNC là lươn lẹo, lúc thì Cova, lúc thì Zotun, rồi thì nói CNC là không đủ tư cách để làm thầy giáo với giảng dạy. CNC không thể hiểu được một cái người tiếp thị mà nhiều tuổi hơn CNC mà lại có thể ăn nói ra những cái việc kinh khủng như vậy. Thế là CNC mới điên, không kiềm chế được. Thật ra là CNC kiềm chế được rồi, nhưng mà về gặp vợ CNC, CNC nói mẹ em ơi, anh cho em xem cái này nhưng em phải bình tĩnh, bởi vì anh bình tĩnh được suốt cái chặng đường từ dưới kia về đây rồi đấy. Thì vợ CNC đọc xong, vợ CNC bảo là ôi trời ơi anh ơi, thế này mà anh chịu được à? Thế là CNC bảo là anh vẫn chịu được, bởi vì những cái việc này đến với anh thấy nó rất là bình thường, và anh rất là không muốn nhắn tin qua lại. Bởi vì khi mà nhắn tin qua lại đấy, em phải hiểu là gì nhỉ, nó không có cái từ nào đẹp đẽ cả. Mình có nhắn lại với họ đẹp đẽ lịch sự thì họ lại càng chửi lại những câu mà chúng ta không nghe được. Đấy, thế là CNC mới bảo thôi, người ta đã là cái người mà không hiểu biết, hay là người ta là những cái người mà vì người ta để tuột mất cái món hàng hời,
người ta đang gào thét và vung vẩy để thỏa mãn cái cảm xúc của người ta, thì mình không chấp nhất làm gì cả. Nhưng mà vợ sensei thì là một người đỉnh cao của giao tiếp, nói với sensei như thế này: anh ơi, nếu như anh không nói gì thì họ sẽ nghĩ rằng họ đúng, và có khi anh lại mang tiếng ở cái làng anh là anh là người vớ vẩn. À, vậy là sensei lại phải nhắn lại và sau đó công bố cho bàn dân thiên hạ xem, bởi vì sensei không phải sensei muốn là xả stress, mà sensei đang muốn cho mọi người biết là sensei đang gặp chuyện như thế này, để những người không hiểu chuyện thì người ta còn biết đường, người ta đọc đấy, và người ta hiểu ra được phần nào của chuyện. Thì qua câu chuyện này, sensei muốn nói với cho các bạn nghe, trong công việc chúng ta cần phải tinh tế. Nếu như mà sale như thế, sensei đánh giá là thất bại toàn tập, thất bại hoàn toàn trước khách hàng đấy. Còn đấy là về phía các bạn mà đi làm, mà các bạn làm sale nhá, là các bạn phải để ý chỗ đó. Rồi còn về phía mà sensei là người khách hàng, sensei nhận ra một điều: một khi cái người mà mình đã không có cảm tình ấy, mà mình đã không có cái ý mà muốn họ làm ấy, dẹp luôn từ đầu, không dây dưa, không dây mơ, dây mớ gì, bởi vì những cái thành phần mà mình đã không có cảm tình rồi, làm về sau nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc. Cái thứ hai, một cái điều rút ra quan trọng, dù là người nhà, dù là hàng xóm láng giềng, tốt nhất hãy có những câu giao kèo với nhau ngay từ đầu, trước khi chúng ta vào bất kỳ một cái việc nào đó. Nếu như chúng ta làm rõ ràng được cái việc đó thì sự việc đằng sau của chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn, cho dù nó có xảy ra bất kỳ điều gì thì chẳng nữa, đúng không? Đấy là những điều mà sensei rút ra từ cái bài học ngày hôm nay đấy. Chia sẻ nhẹ nhàng với các bạn một tí thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại bài học của chúng ta. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta vẫn là GLPT nhá. Sensei có một vài điều chia sẻ về GLPT cho các bạn như thế này. Các bạn đừng quá đặt nặng cái chuyện thành tích và cái chuyện kết quả thi GLPT của cái tháng 12 2022 này nên làm gì cả. Đừng tự gây áp lực cho mình như thế. Chúng ta học, chúng ta phải hết mình nhá. Chúng ta học, chúng ta cứ hết mình về cái việc chúng ta học đi. Còn cái kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ đón nhận nó một cách tự nhiên nhất, và sau đó chúng ta sẽ tìm cách để mà chúng ta nếu như chúng ta mà không may có trượt thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta học thêm và chúng ta vượt qua những cái thử thách khi mà chúng ta học. Tuyệt đối không nôn nóng, không nóng vội. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn hãy hiểu cho sensei một cái điều như thế này: kỳ thi GLPT chúng ta không chỉ có 1 năm, không chỉ có 2 năm, chúng ta có rất nhiều năm về sau, được chưa nhỉ? Rất nhiều lần thi, chính vì thế đừng vội vàng, đừng nhanh chóng nản chí nhá. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết là cố gắng vươn lên, vượt qua thử thách. Lần này chúng ta có thể trượt, nhưng lần sau chúng ta sẽ cố gắng để lấy được điểm cao hơn. Đó là những gì mà chúng ta phải nghĩ trước kỳ thi, được chưa? Đấy là về tâm lý khi các bạn đi thi. Nhớ đừng có để gánh nặng tâm lý đè nặng lên cái tâm trí của chúng ta. Bởi vì nếu như mà chúng ta để cho tâm lý đè nặng lên tâm trí, chúng ta sẽ không nhớ và không tiếp thu được những cái gì mà chúng ta học đâu. Ok. Rồi còn cái thứ hai đó là về cái phương pháp luyện thi. Thì sensei cũng chia sẻ luôn cho các bạn ở ngoài nhóm, ở ngoài fanpage là như thế này: khi các em học, các em phải sai, sai sau đó ghi chép những cái sai lại, và sau khi ghi chép những cái sai rồi thì chúng ta phải tìm cách để nhớ nó. Và các bạn thường gặp một cái lỗi memo như thế này. Memo đó chính là ghi chép đấy. Đó chính là chúng ta không nhớ, chúng ta ghi và chúng ta chẳng bao giờ chúng ta đọc lại nó. Đó là cái điều sai lầm cực kỳ lớn trong cái cách mà chúng ta học nhá. Các bạn phải học cho sensei như thế này: khi chúng ta luyện đề, khi chúng ta làm đề, chúng ta chấp nhận sai là điều bình thường. Phải chấp nhận cái sai đấy đã. Sau khi chúng ta sai rồi, hãy memo cái sai đó vào một quyển vở, được chưa? Và chúng ta phải đọc lại chúng sau mỗi ngày. Nhớ nhá, đọc lại chúng sau mỗi ngày. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ rất dễ gặp lại những cái sai đó ở lần tiếp theo. Nếu như chúng ta chưa nhớ được những cái sai đó thì các bạn hãy nhớ nhá, đừng có memo nó thêm một lần nữa, mà hãy quay lại nhá, hãy quay lại cái memo cũ của các em đấy mà chúng ta đã từng ghi. Hãy tích cho sensei số 1, hãy tích cho sensei dấu sao để chúng ta đánh dấu rằng chúng ta đã gặp cái này bao nhiêu lần rồi. Đấy chứ nhá.
Vào nhóm kín được luyện kỹ năng chuyên sâu đúng không CNC? Đúng rồi Thu Thảo ạ, chúng ta vào nhóm kín chúng ta sẽ được luyện kỹ năng chuyên sâu, cả nghe, cả đọc hiểu và cả ngữ pháp và từ vựng nữa. Giờ CNC nói lại tiếp, chúng ta đã sai, chúng ta đừng memo nó lại một lần nữa. Chắc chắn khi chúng ta đã sai, trong đầu chúng ta sẽ có những cái cảm giác là chúng ta đã gặp rồi phải không nhỉ? Đó, thì lúc đó chúng ta cần phải lần lại, tìm lại. Khó cũng phải tìm lại, và khi chúng ta tìm lại nó rồi, hãy đánh dấu sao, hãy ghi số 1 để chúng ta biết được là chúng ta đã gặp nó bao nhiêu lần. Nếu như mà chúng ta gặp lần thứ 2, thứ 3 chúng ta mà vẫn không nhớ được thì chúng ta cần phải xem lại cách học của chúng ta nhá. Ok chưa nào? Rồi, đó chính là về cách ghi chép của chúng ta khi chúng ta luyện đề. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta luyện đề thì chúng ta lại có những cái phương pháp luyện đề khác nhau để đem lại cái hiệu quả cho mỗi lần học, được chưa? Sensei có chia cái trình tự luyện đề cho các bạn rất là cơ bản và rất là bài bản. Chúng ta luyện từ cấp độ dễ đến cấp độ khó, sau đó chúng ta nâng cao. Đấy, và khi quá trình luyện Sensei lại chỉ cho các bạn những mẹo để nhớ cái từ vựng này. Cách dùng từ vựng này như thế nào? Đấy, rồi thì cách luyện đề chúng ta phân chia thời gian ra sao? Chúng ta làm đọc hiểu thì chúng ta làm như thế nào đối với phần tan bưng? Làm như thế nào đối với phần chô bưng? Làm như phần nào đối với phần chi bưng? Và làm như thế nào đối với phần joho kensaku? Cái đó đấy được CNC chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết ở trong nhóm kín. Và ở ngoài fanpage của chúng ta thì chúng ta cũng cần phải nhớ cho CNC nhá. Đó, chúng ta phải tìm cái cách chia phù hợp đó để chúng ta học nhá. Rồi, đó là những chia sẻ của Sensei về kỳ thi GLPT của chúng ta. Sensei xin phép được chia sẻ với các bạn một câu chuyện của Sensei những cái năm đầu tiên mà Sensei đi thi GLPT, để các bạn đừng nhụt chí và đừng bao giờ nản nếu như không may các bạn có trượt hay các bạn có không được thi. Vào những ngày đầu tiên của tháng 7 năm 2014, Sensei chân ướt chân ráo đến Nhật Bản, khát khao được chinh phục đỉnh GLPT của N3 ngay khi bước sang Nhật Bản. Bởi vì Sensei đã học N4 nhưng mà Sensei rất là khát khao thử xem N3 nó như thế nào. Lần đó Xuân Hùng vào nhóm cần mua tài liệu gì không Sensei à? Xuân Hùng ơi, vào nhóm thì tài liệu sẽ được Sensei cấp free. Sensei sẽ gửi mail tài liệu cho các bạn một cách cụ thể nhất, cho nên các bạn yên tâm. Sensei chia sẻ tiếp, khi đó thì Sensei yêu cầu nghiệp đoàn hãy đăng ký cho Sensei để thi N3. Thi N3 để Sensei có động lực Sensei học. Sensei không biết đăng ký lúc nào thì là chuẩn. Sensei chỉ biết là nghiệp đoàn hỏi thì Sensei đăng ký thôi. Rồi, thế lúc nghiệp đoàn hỏi Sensei có đăng ký khi GLPT N3 không, Sensei bảo có, đăng ký cho em một suất nha, em nộp tiền cho anh. Thế nhưng mà khi Sensei nộp tiền xong, một thời gian sau thì nghiệp đoàn bảo là bận việc quá cho nên quên mất không đăng ký. Vậy là Sensei đã nỡ một nhịp thi N3 của GLPT tháng 7 năm 2014. Bắt đầu tháng 12, Sensei lại bắt đầu học N3 từ đó đến tháng 12, 2014. Thì khi mà Sensei cũng đăng ký thi, học rất là chăm chỉ chịu khó, và lúc đó những người học cùng Sensei cái cấp độ N3 đó và những người thi N2 học cùng với Sensei ở cái công ty của Sensei đấy nói với Sensei là anh Quỳnh đợt này mà đi thi thì chắc là chỉ quan tâm đến điểm số là được đỗ là bao nhiêu thôi, chứ quan tâm gì đến chuyện là trượt hay là không, đúng không? Thì Sensei cũng rất là khiêm tốn là một phần. Cái thứ hai là mình cũng không muốn gây áp lực cho mình, chính vì thế vẫn nói là ủy anh có học được cái gì đâu đó. Bin và Bo, em sang Nhật 3 tháng mà không biết chữ nào thì học từ đâu? Không biết chữ nào thì học từ N5 chứ còn học từ đâu nữa? Không biết chữ nào thì học N3 hả? Vào N5 học lại em nhá. Đó, thì tháng 12 đó đấy, Sensei cũng đăng ký thi và mong chờ đến ngày thi. Các bạn phải hiểu là cái cảm giác mình rất là tự tin, rất là chín về cái trình độ mình đang học rồi. Mình khát khao, mình mong đợi kỳ thi này đến cái mức mình đếm từng ngày đến kỳ thi các bạn ạ. Sensei đếm từng ngày để đến kỳ thi. Tối hôm đi thi đấy, hồi hộp, cảm xúc vào phòng thi sung sướng bởi vì mình tự tin lắm. Khi mình vào phòng thi cầm một tờ giấy thi ở trên tay một cách rất là tự tin và điềm nhiên, vừa ngồi đúng số báo danh của quý khách là 1111,
CNC vào ngồi đúng số báo danh. Sau đúng số báo danh đây rồi, chữ anh ngồi cả. Ok. Rồi, tự tin bỏ cặp sách xuống ngăn bàn, đi vệ sinh. Bin vào vô. Bin vào vô ơi, học N5 thì em nhắn tin cho cô Hương Angina, cô Hương Angina sẽ hướng dẫn cho em nhé. CNC bỏ cặp sách, đi vệ sinh xong. Vào ngồi được 5 phút, lúc đó là 11 giờ, 12 giờ kém 10 hay 15 gì đó. Có một bạn nữ người Thái Lan ngồi cạnh vào phía sau CNC. Sumimasen. Kono seki wa watashi no seki desu ga. Giật mình. CNC giật mình. Honto desu ka? Mở giấy báo thi lên. Watashi mo. Kono bango wa watashi mo onaji desu kedo. Nói được bập bẹ những từ đó thôi. Rồi, chợt nhận ra một điều gì đó bất thường. Thế là sensei phi xuống hỏi mấy người volunteer hướng dẫn các em học sinh ngoại quốc đến thi GPT. Người ta đọc và chỉ ra rằng Sumimasen. Kono shiken o okonau tokoro wa koko janai desu ne. Himeji desu ne. Rồi, Himeji cách chỗ sensei 2 tiếng rưỡi đi tàu điện. Một thằng bé chỉ biết đi tàu điện từ công ty đến trung tâm Volantia ở Wakayama thì làm sao biết đường đi đến Himeji? Làm sao biết đường đi đến cái địa điểm thi mà nó ghi đó? Mà lúc đó lại là 12 giờ kém 10 rồi. Chúng ta sắp sửa bước vào kỳ thi GPT còn 30 phút nữa. Vậy cảm xúc đó các bạn thì nào có biết không? Muốn hét thật to nhưng biết hét với ai? Lầm lũi ngồi chờ đợi các bạn thi hết phần từ mới rồi nhào ra xem. Các bạn ở trong thi hỏi, phi ra hỏi: anh Quỳnh ơi, chữ này là chữ gì nhỉ? Ôi chữ này là chữ Yutaka. Ôi em chọn sai rồi. Em lại chọn chữ này là chữ Odayaka. Rồi một bạn nữa: anh ơi, từ này là từ gì? Đây có phải là từ Tekito không? Chính xác, từ này là Tekito. Rồi các bạn, ba người quay lại xem xem. Ui, anh Quỳnh từ nào cũng biết. Thế thì anh mà thi lần này chắc anh mang tên. Rồi một cảm giác, một cảm giác tổn thương, một cảm giác xâm lấn đến tận cùng trong trái tim sensei bùng cháy. Và những giọt lệ trực trực tuôn ra, làm cho sensei không thể nào ngồi đấy mà đợi các bạn thi tiếp cái phần ngữ pháp nữa. Về nhà nằm thút thít ở trong chăn một mình và cảm giác tiếng Nhật không có duyên với mình dâng đến tột độ. Đó, cảm giác của người lần thứ hai không được đi thi GPT mà lúc đó rất chín về cái trình độ mình học rồi. Có khóc, cảm thấy bất lực, cảm thấy rất là chán trường bởi vì nghĩ rằng tiếng Nhật không có duyên với mình. Rồi, xong. Khi các bạn đi thi về, các bạn nói với sensei một câu như thế này này, càng làm cho sensei cảm thấy ấm ức. Cái thằng không học, không đi, không muốn đi thi thì cứ bắt đăng ký đi thi. Rồi. Cái thằng học ngày học đêm mong được đi thi thì lại không được thi. Úi giời ơi, nó động vào nỗi đau của sensei. Sensei các bạn phải hiểu được sensei. Tôi cảm thấy nó ức thế. Gọi điện cho cái ông ở nghiệp đoàn: anh ơi, tại sao anh đăng ký cho em ở Himeji? Tại sao các bạn ở đây mà em lại phải lên tận đấy? Rồi, sau đó nghe một câu lãng xẹt từ phía cái anh nghiệp đoàn: anh đăng ký sai nhưng anh có bảo em xác nhận rồi mà. Tại sao em lại không xác nhận? Bây giờ anh còn kêu ca cái gì? Đó. Nhưng mà khổ nỗi ấy, thật ra sensei nói thật với các bạn ấy, cái việc mà xác nhận cái chỗ thi đấy lúc đó sensei nghĩ là không cần thiết, bởi vì tất cả mọi người từ trước đến bây giờ ở đâu thì ở đó chứ, làm gì ra cái chuyện là sensei ở Wakayama mà nên tận Himeji để thi đấy. Chán như vậy đó.
Rồi, sensei cũng có những cái quyết định rất là táo bạo ở trong lúc đó, đó chính là cái việc mà mình đã quá chín ở N3 rồi. Mình học lên trên N2 và mình xác định thi luôn N2. Bởi vì N3 coi như độ. Đấy, nhưng mà khi sensei học N3 à N2 đến cách đi thi một tháng. Sensei mới có những cái suy nghĩ lại là gì? Mình học đâu có phải chỉ 1 năm, 2 năm. Mình học để mình tìm ra một con đường mới. Mình học để lấy tiếng Nhật làm cái sự nghiệp tiếp theo. Mình học để mình lấy tiếng Nhật để làm việc ở Nhật Bản mà. Không phải chạy theo cái gì nó hào nhoáng làm gì cả. Quyết định tháng 7 năm 2015 thi N3 lần đầu tiên. Đó. Thi N3 lần đầu tiên. Thì lúc đó học N3 nhàn lắm. Tại vì sao? Lúc đấy tự tin kinh khủng luôn. Lúc đấy chỉ chắc chắn là mình vào đi thi chỉ nghĩ là mình được bao nhiêu điểm thôi. Thì rất là may mắn cái hồi đó là sensei được 158 điểm đấy. 158 điểm, một số điểm rất là cao. Nói chung là cũng đủ để thỏa mãn. Thì sau đó thì thấy là đỗ vui vui, động lực phơi phới, học lên N2, học lên N2 thì lúc đó thì thi N2 vào tháng 12 năm 2015 đó thì lại đỗ. 2015 CC sao đúng rồi. 2015 14. Đúng rồi, thi 15. Thi 15 là đỗ N2. Thế thi 15 là CC đỗ N2 138 điểm. Đó. Thì sau đó thì học N1 thì cái lúc đấy nhá, khi chúng ta đỗ N2 rồi cảm giác học tiếng Nhật là sướng lắm. Các bạn học đâu nó chui đầu đấy, nghe người Nhật nói câu nào hiểu đấy, cảm giác nó bay bổng nâng nâng lắm. Rồi đi đi làm hợp đồng nhà ma, đi làm hợp đồng wifi cho tòa nhà hay là đi dịch khám sức khỏe cho các bạn, phê lắm, tự tin kinh khủng. Lúc đấy mới biết là mình thành công rồi, mình có triển vọng trong tương lai rồi đấy. Cho nên là CC muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn thấy rằng những cái gì chúng ta gặp khó khăn ở trên con đường chúng ta chọn đấy, nó không phải là những thứ ấy mà nó sẽ đánh ngã các bạn, mà nó là những thứ để cho các bạn vượt qua, để các bạn nếm được cái thành công, cái vị ngọt của thành công nó ngọt hơn, nó thanh hơn, nó thấm hơn thôi. Còn bây giờ những cái gì mà nó đơn giản, nó đến với ta một cách quá dễ dàng thì các bạn sẽ không trân quý nó nhá. Giống như các bạn ấy, khi chúng ta đi học cấp 3 chúng ta đâu có biết tiền của bố mẹ quý trọng biết bao nhiêu. Khi chúng ta đi học đại học, chúng ta xin tiền bố mẹ, chúng ta đâu có nghĩ là cái tiền bố mẹ chúng ta vất vả khổ cực như nào mới kiếm ra được. Mặc dù chúng ta nghe xa xả, con ơi bố mẹ vất vả lắm con ơi, đúng không? Nhưng không biết quý trọng. Khi các em đi sang bên Nhật rồi, Mèo Cathy hy vọng N3 đợt này em sẽ có điểm tốt hơn cả CNC nhá. Khi các bạn đi sang Nhật rồi, các bạn đi làm, các bạn có quý không? Các bạn có quý công sức không? Có, CNC khẳng định. Quý từng đồng, CC nói thật luôn, quý từng đồng từng nghìn. Ngày xưa lúc đầu tiên CC đi sang Nhật, 100 yên không dám tiêu lãng phí. Bởi vì thấy kiếm tiền ở bên Nhật khổ quá, mất nhiều công sức quá. 1 giờ CC đi làm được 70 mấy yên. Đấy, được 70 mấy yên thôi, không nhiều. 1 giờ à, được 7 của mình 750 mấy yên chứ không phải là 70 mấy yên. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Được 750 mấy yên. Đấy. Không nhiều nhá. Thế nên mình tiêu hết 100 yên, tức là mình tiêu phí 100 yên là tiêu phí 1 giờ làm của mình. Cứ sensei cứ tâm niệm như thế đến cái lúc mà sensei đốn ở 2 rồi, lúc đó sensei mới biết là mình cần phải đi giao lưu, cần phải đi nói chuyện, cần phải đi chơi với người Nhật thật nhiều. Để làm gì? À, để mình nâng cao được cái năng lực kai hoa của mình. Lúc đó ấy, cái cách tiêu tiền của mình nó lại khác đấy nhá. Thì các bạn thì cũng cố gắng, mà chúng ta đang ở trong giai đoạn mà CNC đã từng bước qua, cho nên là những cái cảm giác của các em, những cảm xúc của các em là CNC thấu hiểu tất. CNC biết các bạn đang ở giai đoạn như thế nào, trình độ các bạn kai hoa các bạn đang ở đâu, trình độ nói chuyện các bạn đang ở chỗ nào, rồi trình độ học các bạn đang ở đâu, các bạn gặp khó khăn gì CNC đã gặp, CNC cũng đã từng trải qua và thấu hiểu. Và CNC hy vọng rằng CNC sẽ tiếp lửa, CNC sẽ chỉ cho các em để các em có thể vượt qua những cái đó bớt gian nan hơn những gì mà CNC đã trải qua, mà các em vẫn có được những vị ngọt mỗi khi mà các em gặt hái được thành công nhá. Ok rồi, còn bây giờ thì CNC đã có những đôi lời chia sẻ đối với lớp chúng ta về cái kỳ thi GPT cũng như là cái nỗ lực và quá trình chúng ta học nó cần phải như thế nào nhá.
Thế thì bây giờ thì Sensei cũng chào các em và chúc tất cả các em có một kỳ thi CLPT tháng 12 năm 2022 đầy thành công và có được những kết quả thật là tốt nhá. Ok, còn bạn nào mà vào trong nhóm kín để luyện thi cùng với Sensei thì ngay lập tức hãy comment cho Sensei, hãy nhắn tin cho cô Hương Akina và Quỳnh GP thì Sensei sẽ hướng dẫn các bạn một cách cụ thể. Bởi vì từ tuần sau chúng ta sẽ còn 2 buổi để chúng ta học ngữ pháp nâng cao. Và sau 2 buổi học ngữ pháp nâng cao đó thì Sensei sẽ đi vào luyện đề cho các em một cách cụ thể luôn nhá, cụ thể và chi tiết luôn. Ok. Rồi, bây giờ thì Sensei chào các em, hẹn gặp lại các em vào tối thứ 3 tuần sau nhá. Hai, dewa otsukare sama desu. Oyasumi nasai. Daibu kirimasu yo. Kirimasu ne. Hai, otsukare sama deshita. Oyasumi nasai. Ma 12 年の GLBT の試験に合格できますようにお祈りします。はい、đấy là câu mà chúng ta đã học trên đợt 3 đúng không? Ở đợt 3 có nghĩa là Sensei chúc các em đúng không? Cầu nguyện cho các em là cố gắng là thi đấu đúng không? Cầu nguyện cho các em là sẽ đỗ được kỳ thi CLPT của tháng 12 này nhá. Hai, だいぶ切りますよ。切りますね。はい、お疲れ様でした。